Hành trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 vừa đi hết chặng đường thứ 3, vòng nguyệt quế đã gọi tên bạn Nguyễn Cao Ngọc Vũ đến từ trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, Ninh Bình. Sau 13 cuộc thi, tổng số điểm các thí sinh đã ghi được là 8.175 điểm. Thí sinh có số điểm cao nhất trong quý này là Lê Thị Vân Anh, Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa với 275 điểm. Đứng thứ hai là bạn Lê Thị Minh Ngọc, Trung học phổ thông Bạch Đằng, Hải Phòng với 270 điểm. Có 4 thí sinh giành được 260 điểm là các bạn Trần Hạnh Phương, Trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội, Hà Mỹ Ngọc, Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên, Nguyễn Nam Sơn, Trung học phổ thông Lạng Giang, số 1 Bắc Giang và Tô Văn Bảo, Trung học phổ thông Cộng Hiền, Hải Phòng. 36 gương mặt, 36 tính cách, họ đã cùng vẽ nên một bức tranh mang tên Quý Ba, sống động và đầy màu sắc. Dí dỏm, kíp kíp kíp. Các bạn đã cùng ăn mừng với nhau như thế nào ạ? Em đã được các bạn nhấc lên và mặc dù đã đề phòng trước nhưng vẫn bị thả xuống. Bạn có khá là nhiều bạn tốt đấy ạ. Tôi vẫn chưa hình dung ra cái tướng đi giống xã trưởng như nào. Bạn có thể biểu diễn một chút cái dáng đi của bạn cho mọi người xem không ạ? Điều gian là nghĩ là để khác. Thế thôi, để vào phần cuộc thi tháng nhá. Nhưng mà không biết anh có vào được không. Thông minh. Lần đầu tiên trong Olympia năm thứ 15 này có 4 người cùng trả lời chướng ngại vật ở ngay trong câu hỏi đầu tiên của chương trình. Một phần thi rất hồi hộp. Tất cả họ đều đã đưa ra những câu trả lời rất nhanh. Tài năng. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, tell me that you've had enough. Oh, oh, oh. Nước sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền. Mắt anh nhìn theo con tàu đi xa mai. Xuân đến, xuân đi, đi lại đến. Đến đến, đi đi, đến lại đi. Đi đi, đến, đi lại đến. Đến đến, đi đi, đến lại đi. Và một điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh thứ 3 chính là sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả. Như em đã cho cô và các bạn những cảm xúc thật là thăng hoa, hạnh phúc và rực rỡ. Từ đấy mẹ hiểu rằng con là một đứa bé rất kiên cường. Dù là đúng hay sai thì em vẫn sẽ cổ vũ và ủng hộ bạn ấy. Bố rất tự hào về con. Hôm nay con được đứng trên sân khấu này là một điều toại nguyện. Và hơn nữa con lại gặp các anh tài đại diện cho các miền. Lại gặp chị MC Tùng Chi rất hồng hào tươi tắn. Anh Ngọc Huy rất điển trai nữa. Thì đấy là một điều đáng kinh ngạc rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, vào gôn đây. MC sút. Đã có những nụ cười và cả những giọt nước mắt, nhưng sau tất cả, đọng lại trong mỗi thí sinh là những trải nghiệm thú vị và một kỷ niệm không thể nào quên. Cho em thêm một cái cơ hội để gặp gỡ rất nhiều bạn bè mới. Đó là những người bạn thân thầy sẽ đi với em trong suốt quãng đời học sinh và sau này. Em cảm giác như đó là một gia đình thứ hai của em vậy. Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Olympia luôn là một trải nghiệm mà em sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Tuần sau, trận đấu cuối cùng trong năm thứ 15 của đường lên đỉnh Olympia sẽ bắt đầu. Hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình để cùng những nhà leo núi mới tiếp tục trải nghiệm đỉnh Olympia.